Mà ngay Real Madrid đến đây, Barca đã sẵn sàng. Real Madrid nhấc máy gọi với màn đè bẹp Dortmund 5-2. Barca lập tức trả lời khi ghi 4 bàn thắng để vùi dập ông kẻ Bayern Munich. Kẻ tung, người thì hứng, đại diện đến từ nước Đức chỉ trong một đêm đột nhiên biến thành đoàn quân xanh để hai đội bóng mạnh nhất La Liga thử lửa trước siêu kinh điển El Clasico diễn ra vào cuối tuần này. Quả thật không sai khi trước mùa giải năm nay, người ta đã tiên liệu rằng đây sẽ là cuộc chơi của các đội bóng đến từ La Liga. Mà cụ thể ở đây chính là Barca và Real Madrid, khi trong tay họ đang sở hữu những hảo thủ tốt nhất thế giới. Người hâm mộ đang cần một bàn check va đấu nghĩa, một sự phân định rõ ràng, bởi lúc này tại La Liga, khoảng cách giữa hai đội chỉ là một trận thắng. Trong khi đó ở đấu trường Champions League, hai đại diện ưu tú nhất của bóng đá Tây Ban Nha đang cùng bằng nhau 6 điểm. Và trận El Clasico cuối tuần này sẽ là trận tranh đài thực thụ để xem Barca có thực sự khủng khiếp chưa từng thấy sau 7 năm người ta vẫn hay nói. Hay đó chỉ là phong độ nhất thời sẽ vụt tắt trước đẳng cấp của nhà vua. Phải công nhận một điều rằng khá lâu rồi người hâm mộ mới cảm nhận được sức nóng lớn đến như vậy từ El Clasico. Đặc biệt là khi nó sẽ diễn ra ngay tại thánh địa Santiago Bernabeu của Bayern. Điều này cũng thật dễ hiểu bởi chỉ cần nhìn sơ qua hai đội, rõ ràng họ đang là những người mạnh nhất La Liga, cũng như là hai đội có tiềm lực hàng đầu để tranh ngôi vương châu lục. Trận El Clasico sẽ là một bài toán chứng minh liệu đâu mới là đội bóng có phần trăm cao nhất để thắng cuộc đua sòng mã này. Hay nói về phong độ, đây sẽ là thước đo chính xác nhất về những gì mà hai đội bóng sẽ trình diễn trong ngày Chủ nhật. Với Barca, có lẽ chúng ta chẳng cần phải bàn tán quá nhiều khi hầu như người ta đều dành cho họ những mỹ từ đẹp nhất. Barca không hẳn được xem là một sự lột xác, mà nói đúng hơn là họ đang trên đường trở lại vị thế vốn có của mình. Hãy nhìn trận đấu với Bayern Munich vừa qua, các học trò của huấn luyện viên Hansi Flick đã khiến người ta phải ngờ ngợ khi trình diễn lối đá mang đậm bản sắc La Masia với những pha phối hợp mượt mà nơi trung lộ cùng khối đội hình dâng cao, lùi sâu một cách ăn ý. Còn nếu nhìn rộng hơn thì đây đã là trận cầu thứ hai mà các cu lê được ăn mừng nhiều hơn 4 bàn thắng mỗi trận. Trước khi đem về cơn ác mộng cho hùm xám, Sevin cũng đã nếm trải trái đắng với trận thua 1-5 khiến nhiều người hâm mộ còn phải thất thần. Hay ở trận cầu vào đêm ngày 2 tháng 10, Barca cũng đã gieo sầu cho Young Boys bằng màn hủy diệt với 5 bàn không gỡ. Nhìn chung, Barca dưới thời của Hansi Flick đang trình diễn thứ bóng đá hủy diệt mà trong 7 năm gần nhất người ta chưa thấy được. Thế đặc biệt hơn cả là huấn luyện viên người Đức đã thổi một làn gió mới cực kỳ phóng khoáng vào tập thể Skatalak. Với 4 lần làm rung mảnh lưới của Bayern Munich tại Champions League vừa qua, Barca đã tổng cộng có 44 bàn sau 13 trận trên mọi đấu trường mùa này. Đây là thành tích chỉ thua kém bộ ba Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar ở mùa 2016-2017 mà thôi. Nếu là một đội bóng tầm trung khác chuẩn bị đối đầu với Barca, nghe đến đây thôi chắc cũng đủ khiến họ sởn gai ốc. Cũng may là chủ nhà tiếp đón đoàn chiến thắng quân của Flick có tên là Real Madrid, nhà vua đương thời của đấu trường C1, cũng là kình địch lớn nhất mà Barca cần phải vượt qua. Hiện tại nếu so với phong độ, Bayern cũng chẳng kém cạnh Barca là mấy. Ở đấu trường La Liga, Real chỉ xếp sau đội bóng xứ Catalan đúng 3 điểm, tức có nghĩa là Bayern sẽ đặt quyết tâm rất lớn để thắng trận El Clasico này để san bằng điểm số. Còn ở đấu trường châu Âu, Real đang bằng với Barca có cùng 6 điểm. Còn nhớ ở lượt trận gần đây nhất tại UEFA Champions League, Real Madrid bất ngờ phải nhận thất bại 0-1 trên sân của Lille bởi pha ghi bàn từ chấm phạt đền của Jonathan Davies. Nhưng có vẻ như đó chỉ là một tai nạn. Bỏ qua trận thua đó thì đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti bất bại 13 trận trở lại đây. Trở về sân nhà Bernabeu để tiếp đón Dortmund ở lượt trận thứ 3, các cầu thủ Real Madrid đã có màn thị uy phong độ đúng nghĩa. Trong chuỗi bất bại của Real Madrid, họ không thường trình diễn những trận cầu bùng nổ như kiểu của Barca đã làm. Thay vào đó, vẫn là một hình ảnh lầm lì, quen thuộc. Real có thể thắng xít sao một bàn như trận đấu với Celta Vigo, hay họ hoàn toàn lật ngược được thế cờ như ở trận đấu với Alaves. Đó là phong độ chung của tập thể. Còn nếu xét riêng ở từng vị trí, thì Barca rõ ràng có sự nhỉnh hơn. Mbappe, ngôi sao lớn nhất của trận El Clasico vào Chủ nhật tới vẫn chưa có thấy sự bùng nổ như người ta vẫn tưởng tượng. Sau 13 trận cho Real trên mọi đấu trường, chân sút người Pháp đã ghi 8 bàn, một con số không tồi nhưng vẫn chưa đủ để gây sức nặng khi đặt vào khuôn khổ một trận siêu kinh điển. Hãy nhìn sang bên kia chiến tuyến, Barca đang sử dụng một lão tướng 36 tuổi nhưng đã ghi tới 15 bàn sau tổng cộng 13 trận trên mọi đấu trường. Đó là còn chưa kể đến hai đường kiến tạo và vô số những lần mà Lewandowski đã thực hiện key pass. Ngoài ra, nhiều cầu thủ khác của Barca đang chơi rất lên chân, chẳng hạn như người vừa lập hat-trick trong đấu với Ben vừa qua là Rafinha, hay cầu thủ trở lại sau 11 tháng dưỡng thương là Gavi cũng bắt đầu đem tới những làn gió mới mẻ. Rõ ràng ở khoản phong độ cá nhân, người hâm mộ Barca có quyền kỳ vọng ngôi sao của mình sẽ tạo nên sự khác biệt.
Tính lịch sử trong trận cầu El Clasico cũng là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến sự tự tin cũng như tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Tính trong 5 lần đối đầu gần nhất, Real đang nhỉnh hơn đối thủ của mình khi giành được 3 chiến thắng và thua 2 trận. Đáng nói là trong lần gặp nhau cách đây hơn 2 tháng, Barca đã giành được chiến thắng 2-1 bằng dàn sao mà họ đã sắp dùng để đối đầu với Real Madrid trong trận đấu vào Chủ nhật tới. Vì thế rõ ràng người tự tin hơn vào lúc này vẫn là những vị khách đến từ Catalan. Quả thật, cách mà Real Madrid gửi chiến thư đến Barca là rất ấn tượng khi họ đã ghi tới 5 bàn. Sau cái giá phải trả cho chiến thắng đậm đà ấy lại quá lớn khi tiền đạo Rodrigo Goes chấn thương và nhiều khả năng sẽ lỡ hẹn với trận El Clasico cuối tuần này. Ngoài ra, thủ thành Courtois cũng chẩn đoán là bị chấn thương cơ khép ở chân trái nên khả năng ra sân vẫn đang bị bỏ ngỏ. Nên nhớ rằng Thibaut Courtois là nhân vật đặc biệt quan trọng trong đội hình của Real. Còn mất tiền đạo người Brazil nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến toan tính chiến thuật của Ancelotti trên hàng công, nhất là trong bối cảnh những Brahim Diaz, Cavahan hay là David Alaba vẫn chưa thể trở lại. Bên kia trên tuyến, dàn bệnh binh của Barca cũng không hề ít, trong đó có thủ thành đội trưởng Ter Stegen, Araujo, Christensen và cả Eric Garcia. Huấn luyện viên Hansi Flick nhiều khả năng sẽ vẫn ưu tiên chọn sự ổn định thay vì những thử nghiệm. Đội hình của ông dùng để thắng Bayern Munich sẽ được dụng lại với thủ thành Iñaki Peña trong khung gỗ, Kubasi và Martinez sẽ chơi ở trung tâm hàng thủ, cánh phải là Jules Koundé, còn cánh trái là sự xuất hiện của Pablo. Hàng tiền vệ 3 người khả năng cao sẽ do Pedri, Gavi là người điều tiết. Phía trên là sự góp mặt của Dani Olmo để tăng sức đột biến. Hàng công 3 người gồm Lamine Yamal cánh phải, Rafinha hay là cánh trái và chơi cao nhất sẽ là Lewandowski. Bên kia chiến tuyến, Ancelotti với sự cẩn trọng đã làm nên thương hiệu của mình, luôn luôn ưu tiên những hào thủ tốt nhất mà mình đang có với thủ thành Andre Lunin thay cho Courtois đang gặp chấn thương. Bộ tứ vệ là những cái tên quen thuộc như là Lucas Vazquez, Eder Militao, Rudiger và Ferland Mendy. Bên trên bộ ba tiền vệ vẫn là Bellingham, Van Vec De chơi sâu nhất và Modric vẫn sẽ đóng vai trò chơi tự do ở trung tâm hàng tiền vệ. Bộ ba tấn công của Ancelotti có thể sử dụng là Arda Güler hay càng cánh phải. Phía đối diện là Vinicius, ngôi sao sáng nhất trận siêu kinh điển. Và ngôi sao sáng nhất trận siêu kinh điển là Kylian Mbappe sẽ chơi ở trung tâm hàng tấn công. Nhìn vào khối đội hình này có thể dễ dàng cảm nhận được sức nóng sẽ nằm ở nơi hàng thủ của cả hai đội, đặc biệt là với Real Madrid khi họ nhiều khả năng sẽ mất đi thủ thành số 1. Trong khi đó, Lewy lại đang có phong độ rất kinh khủng. Nếu Militao và Rudiger không khóa được tiền đạo người Ba Lan, nhiều khả năng Real sẽ thất thủ chính bởi khuyết điểm này. Trong khi đó, nhiệm vụ khóa Vinicius chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là đối với Jules Koundé, người không được đánh giá cao ở khoảng tốc độ ngắn. Ngoài ra, cuộc đối đầu giữa Mbappe và các trung vệ được Hansi Flick tin tưởng như là Kubasi hay là Martinez cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Và quan trọng hơn, nó là phép thử để chứng minh những gì ông thầy người Đức đang thay đổi ở Barca là hoàn toàn hợp lý. Trong bối cảnh này, một chiến thắng tối thiểu cho Barca khả năng cao sẽ xảy ra. Song, đó là khi họ vẫn giữ được lối đá và phong độ như cách đã trình diễn trước Bayern Munich. El Clasico chưa bao giờ là dễ đoán, điều đó đã được chứng minh rất nhiều lần. Thậm chí ở trong những giai đoạn mà Barca gặp nhiều vấn đề nhất, họ vẫn có thể tìm thấy một chiến thắng trước Real Madrid. Ở bên kia chiến tuyến, Real cũng chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu, nhất là khi họ được chơi trên thánh địa của mình. Sự rực lửa và tính chuyên môn chắc chắn sẽ được hai đội đẩy lên mức cao nhất.